Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thank you.
với lời kinh của Ủy ban Phụng tử thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng ta đọc một kinh Lạy Cha, ba kinh Kính mừng, một kinh Sáng danh để cầu nguyện cho đại dịch mau qua. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Cha và Con và Thánh Thần. Amen.